Tộc Ngọc Thị kể đến tin tức Thế tử mới chịu thừa kế Dương Chị, nhưng lại có xảy ra đôi co với Dương Phi, ép đến Dương Phi xấu hổ tự sát. Cũng chính vì chị Dương gia mới Ngọc Thị này làm phát thê tức chết mới khiến cho nghị luận nổi lên. Đúng là vô lý. Không đối xử tốt với phát thê là vô tình vô nghĩa, còn ép cho phát thê tự sát, phải nói là không xứng làm người. Giải hắn vào kinh, cho trẫm đích thân phán quyết. Hoàng hậu có chuyện gì? Thần thiếp muốn nói chuyện thêm với người. Trẫm bị Hoàng Nghịch Nương nói từ nãy tới giờ đã thấy hơi mệt rồi. Liên Ngọc, Hoàng hậu mệt rồi, đưa Hoàng hậu về nghỉ ngơi đi, gọi thư tần tới chăm sóc trong. Nếu Hoàng thượng không chịu gặp thần thiếp, thần thiếp có thể lấy khăn che mặt. Chỉ xin Hoàng thượng cho phép thần thiếp được như cung nhân hầu hạ cho người. Hoàng thượng!